Thật sự mà nói, con người đến với cuộc đời này ai cũng mong muốn là mình giàu, thông minh, sức khỏe, đúng không? Ba chỗ này ai không muốn? Nhưng mà muốn được ba chỗ đó thì phải gieo nhân mới gặt quả. Vậy thì gia đạo thịnh vượng, đời của mình nghèo nghe, mà lặp lại cái gia đạo thịnh vượng về sau, cái cơ hội con mình về sau thịnh vượng, có cơ hội. Là gia đạo mình phải tiếp nhận giáo dục, xây chuyển lại, xây chuyển cái nghiệp gia đình lại. Nên có người hỏi Nhân Đức là cái gia đình mỗi đời đều có ung thư, có cách chuyển xây không? Có. Mỗi đời ung thư là do gì? Gia đạo này sát sanh hại vật mà từng đời nó nối tiếp. Bây giờ chỉ cần ăn chay niệm Phật là chuyển xây liền, là điều thứ nhất, chắc chắn luôn. Phật dạy phải tin chứ, hiểu không? Đó. Nên nó chuyển xây. Rồi cái gia đạo này là đời nào cũng có người bị khùng quá trợn hết, bị què hoặc tặc nguyền, có quý vị. Có những cái gia đình mà từng đời có người khùng ba trợn, có người từng đời là có tặc nguyền, quý vị, có. Rồi cái gia đạo này là chị em người nào cũng là có chồng là bị chồng bỏ, thôi chồng hai ba đời, có quý vị. Có những gia đình vậy luôn. Rồi có những cái gia đình mà con trai là cứ vợ, lúc nào cũng bị vợ bỏ, rồi hai ba đời vợ quá trời luôn. Có gia đình vậy luôn. Bây giờ muốn cái gia đình này nó dừng lại cái nghiệp này, mà con cháu về sau nó có thể hạnh phúc gây dựng lại, thật sự mà nói, chúng ta giết chúng sanh, chúng ta bắt nó, chúng ta giết nó, chúng ta chia rẽ cái gia đình của nó, thì gia đình mình bị chia rẽ, chứ không nói gì. Nên quy về cái chỗ là Nhân Đức nói 100%, ăn chay niệm Phật sẽ gây dựng lại cái gia đình, chắc chắn. Nghĩa là ăn chay niệm Phật sẽ gây dựng lại một gia đình. Ngày xưa Nhân Đức có một cái quan niệm gì khi chưa ăn chay niệm Phật, quý vị? Nhân Đức nghĩ gì nè? Trời ơi, cuộc đời con người mà tự nhiên ăn chay rồi đi chùa, vậy cuộc đời người có gì đâu vui chợ. Có người phải ăn mặn, phải ăn đùi gà, phải ăn đùi vịt, phải ăn đùi nhái, đùi cốc, đùi ếch, ngon, hiểu không? Mình nghĩ là vậy là nó mới là hưởng thụ. Nhưng mà không ngờ Nhân Đức khi vô trong chùa thì mười mấy năm nay Nhân Đức có ăn đùi nào đâu, mà sao ngày nào nó cũng vui, mà càng ngày con người nó càng sống có ý nghĩa, quý vị. Mà giết rồi Nhân Đức đâu cần đi chơi ở đâu đâu, mà Nhân Đức cũng vui nữa. Rõ ràng có nghĩa là cái niềm vui nó phát xuất từ cái tâm bình an, từ cái tâm bình an. Nên cha mẹ mà được tiếp nhận giáo dục là gia đạo sẽ thịnh vượng lại. Người xưa nói rõ ràng mà, ông bà cha mẹ có đức, con cháu mặc sức mà ăn. Nếu như ông bà cha mẹ mà muốn cho con cháu từng đời thịnh là phải dạy giáo dục. Tại đời của mình là có đạo đức thì giàu, có đạo đức mới giàu nghe. Thí dụ như có những cái gia đình nó ác vô cùng mà nó vẫn giàu, là những cái đời trước của nó tu đạo đức quá lớn. Nên đời này tuy họ ác nhưng mà họ còn cái phước tích trữ của những đời trước quá lớn, quý vị. Đúng là họ hưởng ba đời. Vậy mà gia đạo của họ mới chưa được hết đời là hết, là do nó không chữ đạo đức nữa. Hết. Giống như bây giờ một cái ly này nè, có nước. Bây giờ quý vị, nếu mà quý vị mà dùng mà bị châm vô hoài thì làm gì bị hết nước uống. Thì gia đạo quý vị lên hoài, nhưng mà do uống hết trơn cái ly nước này luôn rồi, thì bây giờ quý vị muốn uống nữa có không? Bây giờ Nhân Đức hỏi quý vị, trong nhà có tiền quý vị mới có tiền xài, chứ trong nhà không có tiền sao mà lấy tiền xài được. Vậy thì bây giờ trong mạng mà có phước thì làm chơi cũng có, mà trong mạng mà nó không có phước làm thiệt cũng không có gì. 100%. Đó.
Nên cái thành đạt của con người trong cuộc đời này tính vào phước báo. Vậy có tính vào bạn giỏi không? Không tính. Không có tính vào bạn giỏi. Tất cả những người giỏi thành đạt mà nói rằng tôi giỏi tôi thành đạt, không có tính bạn giỏi. Bạn có giỏi cũng không thành đạt nữa, 100% luôn. Bây giờ trước nhất Nhân Đức nói bản thân Nhân Đức ngoài đời không dở. Nhân Đức không có dở. Nhân Đức cũng siêng năng làm việc dữ lắm, mà Nhân Đức vẫn là nghèo. Mà khi Nhân Đức đi tu là xin thưa quý vị, nghe Nhân Đức có một quan niệm này nghe quý vị. Và rất nhiều người có quan niệm này luôn. Nên ca sĩ Quách Tấn Du nói một câu: bây giờ hát chùa không là nhiều người ta nói hết thờ. Những đức ngày xưa đi tu là những đức nghĩ những đức hết thờ. Những đức nghĩ ngoài đời những đức không làm được gì, thôi đi tu phước cho rồi. Không ngờ cái thờ của những đức nằm ở trong chùa. Những đức cũng không ngờ luôn. Cái thờ Nhà Đức nằm ở trong chùa quý vị. Nhà Đức khi đi vô chùa tu, bây giờ Nhà Đức mới làm bao nhiêu chuyện này. Trời ơi, nếu như Nhà Đức mà không đi tu, làm gì có cái chuyện ngồi đi nói chuyện với quý vị. Đúng không? Bây giờ nhiều người quý vị có thể bị học ngành sư phạm, quý vị có thể làm thầy giáo cô giáo, nhưng bị giảng bài cho cái số lượng người này nghe được không? Không phải đơn giản. Quý vị có thể đưa cái ngành sư phạm ấy bị giảng một số cho học lớp học vì học chút xíu, nhưng bị ngồi mà giảng dạy cái này quý vị không nói được á, chứ đừng nói chuyện dở. Vậy mà quý vị coi, không ngờ những đức đi tu nghỉ hết thờ, đi vô chùa là tiêu rồi. Những đức có quan niệm những đức đi vô chùa là những đức chỉ cần có 3 bữa cơm, còn ai mà kêu làm cái gì trong chùa những đức cứ làm hết. Ai có gầy la cỡ nào những đức cũng chịu đựng. Những đức đã đưa lên cái tư tưởng đi tu của Nhân Đức là gì đó. Ngày xưa ngoài đời Nhân Đức cũng hung dữ lắm. Ai mà chỉ càng mà nói không phải là Nhân Đức chọt vô mắt họ. Rồi tính đâu tính đi, đừng nói chuyện giỡn chơ, đừng có nói mà hà hiếp tôi mất công. Đụng tôi cái tôi chọt vô con mắt, lòi con mắt ra, chứ đừng nói chuyện giỡn. Tôi hung dữ lắm, nhìn cái mặt đâu phải hiền đúng không? Đâu có hiền đâu. Nhưng mà khi mà tôi ngoài đời tôi không làm được chuyện gì, nhưng tôi nghĩ tôi đi tu, tôi nói được rồi. Đưa lên kế hoạch là bản thân khi vô chùa tu sao cũng được, cứ kêu làm là mừng rồi. Tích cực luôn quý vị. Không ngờ khi mà phước báo nó tăng lên đó quý vị, thì con người nó mới phát lên quý vị ơi. Phước báo nó tăng lên, con người nó mới phát lên. Thì ra là gia đạo mình lụng xuống là do hết phước quý vị ơi. Hết phước nên nó lụng. Dù quý vị có cố gắng kéo kéo cũng không được. Vậy thì cái người mà thành đạt không có tính vào giỏi, mà tính vào cái gì? Bạn có phước báo hay không? Bạn có phước vào cho thành đạt chắc chắn luôn. Thì quý vị nói duyên phước là rõ ràng không? Những đức là đi tu là gặp thờ. Tự nhiên đức nhào vô ngôi chùa ở trên tỉnh Tắc Quan Âm, thầy thì nổi tiếng nhưng mà thầy đi giảng suốt. Lạ thay trong cái ngôi chùa đó nó lại không có cái người mà siêng năng tỉ mỉ nhiệt tình như mình. Thì những đức gặp duyên gặp thờ, đức ban vô một cái là những đức nhiệt tình hết mình, những đức qua mặt người khác. Nhiều người người ta cũng có trình độ cao quá trời luôn, tại sao người ta không làm được qua mặt những đức cái chuyện đó? Trong chùa năm đó là mấy trăm người nam ở trong đó tu, nhiều người học vị giỏi quá trời, tại sao họ không làm được chuyện mà đi lãnh đạo cái đạo tràng đó? Mà những đức đi làm là do những đức siêng năng và nhiệt tình. Rồi thầy thì đi giảng suốt nên những đức có cơ hội liền. Những đức có cơ hội. Khi những đức có cơ hội là những đức nỗ lực làm luôn. Rồi quý vị coi, thí dụ như bây giờ phải là duyên của những đức không? Khi những đức đi xuống đây, hòa thượng mình đâu phải là không có đệ tử. Nhưng lạ thay mà để mà một con người tỉ mỉ mà nhiệt tình đối với ngôi Tam Bảo thì lạ thay khó tìm người gì. Thì những đức lại có cơ hội nữa. Phải không? Có nghĩa là những đức gặp duyên mà những đức nắm bắt duyên, những đức gặp thờ những đức lại nắm bắt thờ. Rồi những đức lại đẩy mạnh cái việc tu phước tu duyên mạnh lên. Nên những đức mới có ngày hôm nay.
thì rõ ràng sự thành công của nhân đức nó không phải giỏi, mà là do phước duyên nó đưa đẩy nhân đức gặp được cơ hội. Nên nhân đức thường nói với người trong chùa, quý vị gặp cơ hội quý vị không chịu cố gắng để luống vào một đời uổng lắm. Vì khi mà sau này mình không có cơ hội muốn làm được. Nên tôi là tôi đẩy mạnh tư tưởng ghê lắm, tôi làm được là tôi làm mạnh lắm. Nên nhân đức nói rằng trong cái thời cuộc này nền kinh tế nó khó khăn là khó khăn hết trơn, ai cũng khó khăn hết. Mà tôi là ở đây tôi lo gần 2.000 người mỗi ngày, quý vị nghĩ sao? Nhưng mà tôi nói với mấy anh em hồi trưa, tôi nói một câu, quý vị coi tôi nè, tôi đánh còn dữ hơn cái lúc mà kinh tế chưa xuống. Tôi thí nghiệm luôn á. Bây giờ thí nghiệm thử coi Phật dạy càng bố thí thử coi sao, càng thí pháp thử coi sao. Lời của Phật dạy chân thật tin Phật làm đi. Còn chút đánh sạch thử coi sao, tới bờ tới bến thử coi nói sao. Quý vị coi nè, thì nhớ con người hơn con người có cái là quý vị có tiếp nhận được nền giáo dục thật sự hay không, có tin nhân quả hay không, mà dám làm hay không là quan trọng. Con người sống trong cuộc đời này, mai mốt chúng ta chết ra bả muốn làm được gì đâu. Bây giờ cơ hội làm tại sao mình không làm? Thí dụ nếu Nhân Đức mà không đi tu, Nhân Đức có một người vợ, có một đứa con, thì giỏi lắm thì Nhân Đức cũng là đeo đeo theo con vợ thôi, rồi lâu lâu ẵm đứa con. Chứ sao bây giờ vợ mình nó mỏi tay đưa nè ông ẵm con coi, thì mình cũng là đàn ông mình thương con chứ, không ẵm con nữa. Nè cái mặt giống thằng cha mày ghê á, mỏ nhọn ghê kìa, hiểu không? Xong con vợ nói trời ơi ông mỏ nhọn quét mà sanh ra nhỏ cái mặt giống hệt ông. Xong Nhân Đức nói mày mà sanh không giống tao thì mày chết chứ tao, hiểu không? Đó, thấy không? Thì cũng giỏi lắm hơn vợ đứa con thôi. Bây giờ có cơ hội vang danh thiên hạ gì sao không làm? Sao không làm? Thật sự mà nói cuộc đời của người đến với cái cõi này làm được cái gì mà cho thiên hạ nên cố gắng cuộc đời mình cho nó có ý nghĩa. Nên tôi đã là đưa tôi vào một cái sự việc là cuộc đời tôi phải làm một cái gì đó trong cái cõi đời này. Có nghĩa là ngày xưa tôi nghĩ rằng chỉ cần mình có điều kiện giàu một chút là mình thấy mừng lắm. Bây giờ tôi không nghĩ cái đó. Có nghĩa là cái có tiền và giàu đối với tôi là cho qua đi. Tôi không có nghĩ cái giàu và có tiền đó nữa. Tôi bây giờ là tôi nghĩ tôi xài tiền của thiên hạ, chứ tôi không nói là tôi có tiền trong bản thân tôi nữa, mà là tiền của thiên hạ là tiền của tôi, tôi dùng đó, được không? Nghĩ đến mức vậy đó. Nếu bây giờ mình nghĩ tiền này là của mình mới được xài, vậy thì cái vốn của mình nó chỉ nằm một cái phạm vi nào thôi. Còn bây giờ nghĩ xài tiền của bá gia bá tánh để làm cho bá gia bá tánh luôn nè, vậy thì bây giờ thiên hạ có tiền bao nhiêu là tôi có bao nhiêu. Bây giờ phát cái tâm mạnh mà gọi là gì, phước báo của Phật Bồ Tát là phước báo của mình. Có nghĩa là lo cho chúng sanh hết, tiền bạc vật chất cho người ta sống, người ta hưởng hết. Nghĩa là phước báo Phật Bồ Tát là phước báo của mình. Dùng phước báo của Phật Bồ Tát để giúp chúng sanh, được không? Khỏi tính toán so đo nữa. Còn chừng nào chúng sanh hết phước thì tôi ngưng làm. Vậy thì quá đặc biệt rồi. Có người vậy thì cực kỳ tự tại quý vị. Cuộc đời mình sẽ sống một đời vô cùng có ý nghĩa. Nên Nhân Đức đưa lên cái kế hoạch cho cuộc đời của mình rất là tự tại. Nên Nhân Đức mong quý vị, gia đình chỉ có 2-3 người, nghèo chưa đáng sợ đâu. Đáng sợ nhất là không được tiếp nhận giáo dục. Một gia đình mà không được hạnh phúc thì lấy đâu có niềm vui. Một gia đình mà không có hạnh phúc thì lấy đâu để thịnh vượng. Cái hạnh phúc chưa chắc là học vị cao. Phải nhớ kỹ, cái hạnh phúc chưa chắc là học vị cao.
Có những cái học vị cao mà nếu quý vị không tiếp nhận giáo dục thì quý vị vẫn không có hạnh phúc, vẫn không có hạnh phúc. Nên chùa mình ngày nào cũng có nụ cười. Quý vị thấy nhà Đức nói chuyện bữa nào cũng có nụ cười mà thoáng tâm, vì nghe vì cũng nhẹ tâm thôi. Bây giờ quý vị nhìn từ những Đức quý vị thấy nhẹ sờn à. Là sao biết không? Trời ơi, thầy ông gánh 2.000 người mà ông còn gì mà mình nặng cái gì vậy trời? Nặng cái gì? Bữa nào thích nấu cơm thì nấu, còn bữa nào không thích nấu cơm thì chạy vô đây. 5-10 ngày gì cũng được, đâu có sao. Chơi vậy là đẹp quá, gọn gì? Quá đẹp. Thấy không? Có ai mà dám rủ quý vị về nhà 5-10 ngày đồ nấu cơm đồ lo cho ăn uống không? Hiếm lắm đúng không? Nào quý vị thấy tại sao phát cái tâm đó? Vì thấy cuộc đời ý nghĩa. Mai mốt chết rồi muốn phát phát được. Nên gia đạo vì thịnh vượng là phải tiếp nhận giáo dục. Ba cái nền móng phải lót cho chắc. Điều thứ nhất, nhất định các con phải nhớ nghe, là cha mẹ các cháu phải lót lại luôn, xây dựng lại. Sau này vì thịnh lại đó, ba cái nền này nhất định phải lót. Giàu nghèo gì cũng phải lót lại cái ba cái nền này. Điều thứ nhất, nhất định phải nói lời chân thật, tập nói thật, nhiệt tình với người ta. Cái nói thật quý vị tạo thành một cái uy tín đặc biệt lắm. Cái gì nói ra cố gắng làm, trong cái phạm vi làm đó phải cố gắng làm cho bằng được, thì là cái lời nói thật nó giúp cho mình có uy tín. Cái thứ hai để đoạn nghèo là không tham. Tham vọng phải tham cho lớn, phải chờ cơ hội để có, chứ đừng có tham tùy tiện. Con người mình ai mà không tham vọng, nhưng phải lập trình một cái tham vọng chừng nào nó đến với mình kìa. Chứ mình đừng có phan duyên tham. Phan duyên tham là sao? Nó chưa vô tầm tay mình đi gió lấy, nó chưa phải của mình đi tìm mọi cách để chiếm đoạt, đúng không? Rồi mình buôn bán mà mình căng già căng non, mình căng thiếu cho người ta, rồi mình mua gian bán lặng, ví dụ. Đây gọi là tham phan duyên. Ai cũng có tham vọng, nhưng hãy chờ đợi cơ hội đến với mình. Mình phải gầy dựng cái tâm không tham cho nó mạnh. Dù nghèo cho sạch rách cho thơm, tuyệt đối không tham. Của ai rớt tuyệt đối không lấy. Anh em tranh cạnh tuyệt đối không tranh cạnh, vì mình tin có phần, không cần nó cũng có. Hãy gầy dựng cái phần phước trước đi. Quý vị mà rèn luyện thật sự, quý vị mà tập đi, những Đức nói quý vị không có thiếu đâu. Đã là quý vị không tham làm sao bị nghèo. Mà những Đức nói rõ ràng, có tham vọng mà phải tham vọng cho lớn. Khi sự nghiệp đến với mình nó sẽ đến à. Cái gì nó đến nhất định nó sẽ đến, từ từ nó sẽ đến. Nhưng do mình phan duyên tham, cuối cùng bản thân chúng ta bị mất mát quá lớn. Thịnh vượng trước mắt mà tai hại sau lưng kế bên, nguy hiểm. Nên dạy các cháu tuyệt đối các con có được tham. Còn nhỏ nhỏ gì mà tham là tiêu rồi. Có một cái đất nước mà một câu chuyện như Đức từng kể không? Rồi đứa bé nhỏ học tiểu học thôi các con. Vậy mà đi vô trường học, vậy mà người ta gớt một cây viết mà nó lụm nó lấy. Vậy mà nó bị ghi cái hạnh kiểm từ khi tiểu học đó trời. Sau này nó học đại học ra trường, đi xin việc làm ở đâu người ta cũng không nhận. Thì cuối cùng đi lợ một cái trường đại học đó, cái vị đó nói một câu. Cái nơi mà xin việc làm ta nói một câu gì? Ông biết vì sao ông đại học hạng giỏi mà ông đi xin việc làm nhiều nơi không nhận ông không? Vì sao? Hạnh kiểm của ông lúc tiểu học, ông đã bị dính cái hạnh kiểm là tham lấy một cây viết. Ông còn nhỏ mà ông còn có tính gì? Sau này ông lớn lên ông sẽ tham cỡ nào? Nên không dùng người tham, nên người ta không tiếp nhận ông. Quý vị thấy kinh khủng không? Nên từ cái tham nhỏ nhỏ mà ghê chưa? Nếu mà đứa con nít mà tham từ nhỏ nhỏ, sao nó lớn lên nó tham lớn, là tự nó hại nó đi vào con đường tù tội quý vị ơi. Nên cái lòng tham là đi vào tù tội đó. Các con nhớ,
Nên tập tuyệt đối không tham. Mà tham là nghèo nàn nha. Trong nhà Phật nó cái quả báo của tham là nghèo nàn. Tham mà lấy cắp của người ta, lấy này lấy kia là nghèo nàn đó. Cái thứ ba là phải gầy dựng lễ kính. Khi một con người mà có lễ kính rồi, quý vị nhất định quý vị sẽ được trọng dụng. Có nghĩa là trọng dụng đặc biệt lắm. Lễ kính người ta mới trọng dụng mình, quý vị ơi. Phải nhớ, quý vị đã nói thật là người ta kết quý vị rồi. Quý vị không tham là người ta đưa của quý vị rồi. Quý vị mà lễ kính thì quý vị là người có đẳng cấp được tôn trọng. Đúng không? Ba cái nền móng này mà gầy dựng thì con người này gia đạo chắc chắn thay đổi. Gia đạo này chắc chắn thay đổi. Nếu bây giờ mà bây giờ quý vị 5-70 tuổi mà quý vị không phát triển được, bây giờ quý vị gầy dựng từ bây giờ, gia đạo quý vị sẽ thịnh vượng lại. Chắc chắn luôn. Đời con cháu thì có cơ hội liền. Lặp lại ba cái đó đi. Tôi nói thiệt nè, tôi gấp còn nhỏ nè, tôi không có được dạy nhiều về chuyện này đâu. Đồ của ai rớt là tôi lụm tôi vớt liền. Tôi nói lời giả dối, tôi gạt người nè. Tôi đố lễ kính ai luôn. Xạo sự thì có, cháo chở thì có. Không bao giờ tôi có những ba đặc điểm đó đâu. Tôi nói thiệt, tôi có cố gắng vẫn nghèo, vẫn không bao giờ dư được một cắt bạc. Làm cho thành phố mười mấy năm không dư một cắt. Rõ ràng không? Khi tôi đi vô chùa là tôi hạ hoàn toàn cái tâm xuống. Tôi nghĩ đã bước vô chùa rồi không còn nghĩ những cái chuyện này nữa. Quý vị biết rằng ngày xưa đi vô tỉnh Thác Quan Âm tu, tôi nhiệt tình đến mức quá nhiệt tình được trọng dụng. Và tôi tập nói thật. Tôi vô chùa là tôi nói thật luôn. Điều thứ hai tôi thấy rõ ràng, thầy trên kia thấy tôi nhiệt tình quá, người ta cúng dường cho thầy rất nhiều tiền, là thầy kêu tôi đi vô cái cốc ngồi, ông đếm tiền cho tôi. Tôi đếm tới nỗi gục lên gục xuống, mà một cắt tôi cũng không lấy. Mỗi lần mà thầy cho tôi cái món đồ gì, tôi nói dạ thưa thầy, con xài giống y gan anh em mà thầy ơi, chứ con không có xài được mấy cái món đồ của thầy. Hay không? Trong khi tôi ngoài đời hoàn toàn tôi ngược lại. Chỉ cần tôi thấy tiền của ai là con mắt tôi gì nè. Ghê chưa? Tôi nói thật lòng á. Nào là tôi nói lời giả dối, là tôi tham lam, rồi tôi không biết lễ kính ai, tôi xạo sự không, tôi không được một cái gì, không ai tin tưởng tôi cả. Rõ ràng chưa? Làm thì tôi rất siêng, tôi rất thủ đoạn, tôi nghĩ nhiều cách lắm, nhưng mà tôi không thành đạt được một cái gì cả. Vì tôi không có lót được ba nền móng đó quý vị ơi. Cứ đi vô chùa tôi không ngờ luôn. Tôi nghĩ rằng vô chùa là đời mày đã chết rồi, không còn nghĩ tới cái chuyện mà giàu sang gì nữa chứ. Cuối cùng tôi quyết định luôn. Vậy mà vài năm thôi tôi thay đổi số mệnh cuộc đời là quý vị ơi. Rõ ràng là ba cái nền móng đó lót thay đổi lại, thì ra là cái ly nước tôi ngoài đời không còn miếng nước nữa. Cái ly không mà tôi đi đâu cũng cầm cái ly không theo chứ. Nên tôi uống nước tôi không có nước uống quý vị ơi. Khi tôi đi vô chùa mấy năm tôi mới có được cái nước ở trong ly. Thì lúc đó tự nhiên số mệnh tôi thay đổi. Tiền bạc đưa tôi quá trời luôn, tôi cầm tiền hết trơn. Tôi xài cho mọi người không, tôi lo cho chúng quá trời luôn. Có nghĩa là của người ta mà tôi tu phước duyên, người ta được nhờ tôi cũng được nhờ. Vậy mà rõ ràng rằng là số mệnh tôi thay đổi 100% luôn. Bởi vì tôi nói 100% là nếu như những người lớn tuổi này mà cả đời gia đạo không thịnh, chắc chắn quý vị luôn. Điều thứ nhất quý vị giả dối, điều thứ hai tham lam, điều thứ ba không lễ kính. Chắc chắn quý vị luôn. Bây giờ một đứa nhỏ nó không có học giỏi, nhưng mà nó lót ba cái nền này cả đời đi rồi biết. Quý vị coi, nó đi đâu cũng được người ta trọng dụng cả. Lạ như vậy. Vừa nhìn mặt là trọng dụng liền, vừa nhìn mặt là tin tưởng liền. Ngộ lắm. Khi con người quý vị mà có duyên có phước rồi, chân thật rồi, vừa nhìn mặt quý vị là ta tin liền. Tôi nói thiệt chứ ngoài đời tôi mà có bao giờ mà tôi nhìn được, mà nói mà có bao giờ mà tôi dư được 20 triệu tôi bỏ trong túi. Tôi là tay làm hàm nhai, tôi làm cũng có tiền mà tôi xài sạch. Thí dụ như bữa nay tôi làm được 1 triệu đi là tôi xài hết trơn 1 triệu luôn. Ngày mai nếu mà may mắn tôi có được 2 triệu tôi xài hết trơn 2 triệu. Tôi nhất định tôi xài hết tiền không còn một cắt luôn. Không ngờ khi tôi đi tu tôi cũng có cơ hội thiệt. Vì sao? Vì ngày xưa do tôi xài tiền nhiều quá.
Có nghĩa là tôi có tiền tôi xài sạch, tôi không bao giờ để dành. Thí dụ như bây giờ quý vị coi, như những đức ngày xưa làm lương cũng có tiền chứ, nhưng mà do xài nhiều quá nên những đức không có gì. Thì cũng nhờ cái xài tiền vậy mà bây giờ những đức mới dám xài tiền cho người ta. Chứ nếu như ngày xưa những đức mà keo kiệt, đố mà những đức bây giờ dám xài tiền. Vì keo kiệt quá sao xài. Ngồi suy nghĩ đi quý vị coi, bây giờ có nhiều người tu nè, người ta nói xả xả nhưng người ta đâu có xả đâu. Tại vì người ta ki cỡm quá, ngày xưa ngoài đời cũng ki cỡm, thì nó thành cái tính quen rồi. Tôi ngoài đời đã xài tiền, nghèo mà tôi chơi xả láng, sáng có gian mấy cài gì mà quý vị còn nói gì nữa giờ. Tôi là cái dạng nó quen tặc rồi. Nhưng mà bây giờ đổi lại cái tâm là tôi xài vì người ta thì tôi chơi xả láng thiệt á. Nên quý vị thấy rằng ngày xưa tôi xài vì cá nhân tôi, cái duyên tôi đâu có đâu. Tôi có bạn nhiều lắm, nhưng mà bạn nó tào lao bất xế không à. Tại vì tôi hư thì bạn tôi hư chứ làm sao. Vì thích ăn xài nên bạn hư đi theo nhiều. Bây giờ rõ ràng tôi dùng tiền cho người ta thì người thiện đi theo tôi quá trời đông kìa, phải không? Thay đổi là hoàn toàn còn gì. Ngày xưa xài tiền cho cá nhân, dụng ý cá nhân thì toàn là bạn hư theo chơi quá trời đông luôn. Thành phố mà tôi có 40-50 thằng bạn, nghĩ cỡ nào chưa. Đi quýnh lộn tôi kéo nguyên một dàn đi á. Tại vì bạn nhiều, bạn hư, bạn nhậu nhẹt. Nó nhậu vô xong rồi đi quậy phá. Rồi mà gặp công an thì tôi chạy trước. Chứ ngu gì vậy sao, nó bắt mình sao. Hiểu không? Nên từ nơi đó cái cuộc sống sinh tồn mà mười mấy tuổi tôi lên thành phố, bây giờ tôi phải sinh tồn chứ. Hiểu không? Nên bây giờ rõ ràng tôi vì người, bây giờ nhiều người thiện đi theo tôi đó. Để làm cùng làm việc thiện. Ngày xưa tôi ác, nhiều người ác đi theo tôi. Còn bạn thiện có mấy thằng đâu. Khi mà mình không có cái gì nữa hết trơn thì làm gì mà có người đi theo mình. Tôi nói đây là nói thật lòng, tôi nói tôi xấu, tôi có nói tôi tốt gì đâu. Hiểu không? Nhưng mà khi học Phật rõ ràng thay đổi vị ơi. Học Phật thay đổi. Nó nên quý vị nên gầy dựng lại đi. Cái nền giáo dục này quan trọng lắm. Nhớ kỹ cái câu nghe. Trong mạng bạn đã không có phước, bạn có cố gắng có uổng công vô ích. Tôi nói cho bạn nghe, bạn cố gắng 3 năm chờ bạn kiếm được tiền thì bạn chỉ cần một chặng bệnh thôi, hết 3 năm. Bạn chờ xem. Còn bạn sống bình thường, bạn sống vui vẻ, bạn sống có đạo đức đi, bạn kiếm tiền rất là ít, nhưng mà kiếm được bao nhiêu, đậu bao nhiêu, nó không xảy ra tai nạn. Nhưng nếu bạn càng quét đi kiếm tiền, bạn kiếm được 3 năm, một chặng bệnh sạch. Một chặng bệnh sạch luôn. Nhớ cái này là cái rất quan trọng trong cuộc đời mình. Nên cái gia đình nghèo, đừng nên nghĩ mình nghèo mà khổ. Khổ là do tại quý vị, chứ không phải nghèo mà khổ đâu. Thật sự nghèo không có khổ đâu. Trời ơi, nghèo mà biết sống nó còn vui hơn người giàu nữa. Tại vì nghèo quá nên ngủ mở cửa chàng quạt, khỏi nuôi chó. Nghèo muốn chết mà ai vô lấy đồ gì mà nuôi chó. Vì thấy nhà giàu không, quý vị bước vô cửa nhà của họ, nội mà bước vô là quý vị thấy cái từ trường không tốt rồi. Cái gì biết không? Con chó bẹt rê rất là bự, tóc tai mặt mày nó thấy không, thấy ghê không? Người ta giàu quá nuôi con chó bự, còn mình nghèo khỏi nuôi chó. Hỏi ôi sao nhà anh sao không nuôi con chó nào hết trơn anh hai. Trời ơi, nhà tôi có gì đâu nuôi chó. Có hai vợ chồng nghèo muốn chết. Nếu mà nó bắt vợ tôi đi thì đỡ tốn cơm. Có gì đâu mà tôi sợ bị lấy. Nên hai chồng ngủ ngon lành. Nó nếu mà biết lối sống, dù nghèo vẫn hạnh phúc. Còn không biết lối sống, dù giàu vẫn khổ đau. Chắc chắn luôn. Thí dụ như giờ quý vị coi, như những đức á, xài bao nhiêu tiền vậy mà quý vị qua phòng những đức có con cắt bạc đâu chồng. Mình nói gì để ăn trộm nó khỏi tìm mình. Trời ơi, ăn trộm nó tưởng nó mình xài nhiều tiền gì cho mọi người, nó tưởng nó trong phòng mình có tiền. Nó vô nó kê dao gần cổ nó ẹt cái mà không có tiền mà chết xui, chết vô duyên. Nó nói rõ ràng cho mấy thằng ăn trộm nó nghe.
nó nên phòng tôi mở cửa chàng quạt, có phá cửa đâu, tại tôi đâu có tiền đâu phá cửa. Thà mình nói vậy thì quý vị ơi, chứ không nói nó tưởng nó mình có tiền để trong phòng, hiểu không? Nó vô nó lục tùm lum tùm la đây mà mất công đồ đạc gì dọn lại, vô lục đi chăng nữa thì cũng có mấy bộ đồ lam, có lấy thì lấy đi, về đi tu luôn con, hiểu không? Quý thầy thấy tự tại không, ngủ ngon lành đó. Nên những đức nói với vị nghe, cuộc đời của người tại sao chúng ta không sống những ngày tháng cho nó bình an, đặc biệt những ngày tháng mà mình có thể tiếp nhận được gì quý vị? Cứ nặng nề hoài cả đời đó. Nên quý vị tiếp nhận giáo dục đi, quý vị không có tệ đó quý vị ơi. Nó nên mỗi tuần thứ bảy là ở đây chứ, ngồi chứ à. Ôi ôi ngồi chứ chút mà con có xì tin luôn thì nhớ nghe. Cái món đồ ăn trong chùa nó đơn giản vậy đó, nhưng mà ăn cái món đồ ăn này có phước á. Ờ à, mấy đứa nít này mà đi đến chùa từ đây cho tới lớn luôn, cuộc đời con không có tệ đâu, chắc chắn các con luôn. Nhưng mà phải tiếp nhận giáo dục thật lòng nghe chưa. Còn mấy cái đứa đi đến chùa mà nó chạy long nhong bên ngoài nó không có kết quả. Chỉ có duyên vô chùa nó không có kết quả, nó chạy long nhong ngoài không à, sao có kết quả đây? Bây giờ ba cái nền móng nãy như Đức dạy nó có nghe đâu, tuy nó từng nào nó có đi đến chùa mà nó chạy ngoài nó chơi không à, sao có kết quả đây? Còn mấy đứa nít ngồi đây là ngoan lắm nè, được lắm nè, nó nhìn mặt coi nó được đó. Như ví dụ như con cô Diệu Sưng đồ mấy na, từ từ người ta tốt lại chứ có gì đâu. Ví dụ như mấy đứa nhỏ con chị Thư đồ nó đến đây viết từ từ nó cũng hiểu chuyện, con người nó từ từ nó cũng hiểu chuyện, nó không có tệ. Tự người lớn thì sao, con có góc độ của con. Con người chúng ta phải thoát qua người lớn, đừng có bị người lớn á, họ vậy mình phải làm theo tầm bậy. Trời ơi, thí dụ như mình sống trong gia đình đi, mình thấy cha mình đánh mẹ mình đi, nhậu gì đánh mẹ mình đi, mình nói sau này tuyệt đối tôi không bao giờ nhậu vô đánh vợ tôi. Phải đưa lên một kế hoạch cho mình khác lại, thấy không? Mình thấy mẹ của mình bà làm dâu bà chửi mẹ chồng quá trời luôn, mình nói tuyệt đối sau này tôi nghe lời thầy, tôi làm dâu tôi không bao giờ chửi mẹ chồng. Thấy ngược lại, trời ơi. Chứ bây giờ các con nói bây giờ cha mẹ con sao, tôi vậy tầm bậy, do đó là do tự các con làm, các con chịu cái nhăn, các con làm theo con gán chịu. Ví dụ như mình thấy như mẹ mình bà chửi cha mình quá trời luôn, bà chửi quá trời chửi cha mình lỡ tán vô mặt mẹ cái bớt, mình nói con tuyệt đối mai mốt con không có chửi cha, không có chửi chồng, hiểu không? Mai mốt con không có chửi chồng như mẹ đâu, thì con đâu có bị đánh, con phải khéo léo nói chuyện, thầy dạy con nghe lời con làm theo, con có học theo ba mẹ con học thầy, thành công rồi, đúng không? Mình như vậy thì dù như mình làm con mình cũng làm chủ gia đình, đi đâu cũng làm chủ chứ á, tại cái hành động của mình nên làm chủ, đi đâu cũng làm chủ chứ á, lãnh đạo mà. Ví dụ như các con mà nghe như Đức nói chuyện nghe, bé nào mà tiếp nhận được nghe, trong trường học các con luôn luôn là người được ảnh hưởng lớn. Khi mà ngồi nói chuyện trước đám đông, các con là người nói chuyện rất là hay. Nói chuyện rất là hay luôn. Ví dụ như mình nghèo đi, có những chương trình ở trường học đồ mình lên mình phát biểu, con có những cảm nhận gì đi học, con có cảm nhận gì làm con của một gia đình, mình kể đơn giản, mình nói chuyện đơn giản, đừng có bẻ mồm bẻ miệng, đừng có xạo sự, nó thật lòng. Dạ con sinh trong một gia đình nghèo, ba mẹ con lam lũ cực khổ lắm, kiếm được tiền cho con đi học, con mỗi ngày con cũng cố gắng con đi học về thì phụ mẹ làm cái đó vậy chút, có thời gian thứ bảy được đi đến chùa. Những điều mình nói rất là đơn giản, nói đơn giản. Tôi không có phước như các bạn, mỗi năm tới sinh nhật của tôi đều là vô chùa được dự sinh nhật, được thầy tặng như một con heo đắt. Không. Tôi không có dám đòi quà của cha mẹ tôi, vì cha mẹ tôi rất là nghèo lam lũ, thầy đã dạy không muốn cho cha mẹ mình đổ thêm giọt mồ hôi,
Nên riêng bản thân tôi không dám đòi quà gì của cha mẹ tôi cho tôi cả. Nên mỗi năm sinh nhật tôi không dám đòi bánh sinh nhật, tại vì nhà tôi rất là nghèo. Những cái hành động nói chuyện cực kỳ đơn giản qua cái việc làm của mình thôi, các bạn ở trong trường học và thầy cô giáo đều nhìn các con bằng một cặp mắt phải là quý mến. Con người như vậy thì bạn rất là nhiều. Mà khi trong trường học có bạn nào buồn cái gì, theo lời như Đức dạy, thì động viên bạn: bạn ơi, thầy đã dạy trong cuộc đời này ai cũng có cái khổ bạn à, nhưng chúng ta đừng bao giờ bị cái khổ câu thúc cuộc đời của mình bạn. Nghèo ai cũng có cái nghèo, nhưng cái nghèo rồi chúng ta cũng có cái tương lai, chứ đâu phải là chúng ta nghèo hoài đâu bạn. Dù mình thua xúc người ta, nhưng mình được học tập, mình được có giáo dục, mình tương lai mình không tệ đâu bạn à. Một lời động viên đó, sau này bạn các con toàn là bạn đặc biệt không. Tuy là mình nghèo nhưng mình được tiếp nhận giáo dục, nói chuyện rất là hay. Khi nói chuyện rất là chân thật thì nói hay chứ làm sao. Con người nói chuyện hay là sao? Là nói thật á. Nó nói hay. Tại vì sao hay? Tại nó thật. Hành động mình sống sao nói vậy mình hay quá rồi, đúng không? Nên từ nơi đó mình đi vô chùa sao sao mình về mình kể cho các bạn nghe mà thu hút ghê lắm. Nó thí dụ như giờ thứ bảy này Trung thu, mình về mình gặp các bạn ở trong trường học, bạn có bao giờ được đón Trung thu ở chùa chưa bạn? Trung thu ở chùa, Trung thu chùa có gì đâu vui. Trường học người ta làm Trung thu mới vui, chùa mà có gì đâu vui. Vậy là bạn chưa có biết được cái cảm nhận của nhân sinh. Bạn chưa biết, tại sao bạn biết được là nó không vui? Bạn phải nhớ rằng có những cái niềm vui mà chính chúng ta không ngờ được nó lại vui mà bản thân mình chưa từng được nếm. Bạn hãy thử đi. Bạn hãy thử thứ bảy này bạn đi cùng với tôi đi đến chùa đi, dự Trung thu đi. Bạn thử qua một lần đi rồi bạn sẽ có cảm nhận. Nhưng bạn nhớ, sở học của chúng ta phải càng mở rộng ra mọi một tầng lớp của xã hội, để sau này chúng ta ở trong một tầng lớp nào chúng ta cũng biết thông cảm và biết thương yêu người. Bạn đừng nên chấp cứng một cái vị trí nào mà chúng ta không mở rộng ra được cái trí tuệ của mình nghe bạn. Trời, các con mà nói chuyện vậy thì thôi, các con là số 1 luôn. Hiểu không? Nó bây giờ các bé vô chùa nhà Đức dạy con rõ ràng đó. Mà tại sao các con không nhớ được các con biết không? Là chỉ ngay có một cái là sở học các con quá bị ép vào đầu, vào não, nên các con không có chỗ chứa cái câu của những đức để vào, nên các con học không sanh cái trí tuệ. Nhưng đức có học như các con đâu. Mà tại sao những điều những đức nói ra nó rõ ràng không? Bây giờ những đức mà làm hướng dẫn viên du lịch thử coi, đố mà hướng dẫn viên du lịch bằng những đức á, đừng nói sợ vẫn chơi. Tôi càng tham khảo qua thôi, mẹ mấy câu chuyện gì thung lũng tình yêu hay đòi thông hai mộ tôi giảng ra cho mà nghe thử. Tôi bây giờ nói là đi du lịch thì phải xã hội, thung lũng tình yêu, đòi thông hai mộ, Đà Lạt sao sao, rồi một cái căn nhà ma sao sao. Tôi đi đến nơi đó, quý vị có biết rằng nơi đây là có sự tích gì hay không? Còn khi tôi kể về ma thì tôi sẽ làm trong hịch ma, ta nghe thu hút vô cùng. Tôi kể về đòi thông hai mộ thì sao, tôi tiếp nối thêm, tôi mòi thêm một chút đường muối bột ngọt. Trời ơi, câu chuyện người ta kể nó đặc sắc vô cùng, đúng không? Thật sự mà nói, hướng dẫn viên du lịch mà đạt là ngay chỗ nào kể chuyện hay, đi đến đâu nhiệt tình, rồi bắt đầu tìm hiểu những món ăn nhân gian thì sao, rồi đi đến đó trước nhất là phải làm sao, rồi bắt đầu hướng dẫn ta nhiệt tình sao, thì bị đạt như hướng dẫn viên du lịch chứ làm sao. Bây giờ nếu mà làm bác sĩ, trời, bác sĩ chưa chích thuốc thôi muốn trị người ta hết bệnh này. Bác sĩ mà khéo nói chuyện, vô kể chuyện, chưa trị gì ta chân là kể chuyện là người ta muốn hết bệnh này. Thời gian đi trị bệnh, có thời gian rảnh đi kể chuyện cho người bệnh nghe. Cái chuyện gì? Cô biết không, cái bệnh của cô con đã gặp nhiều lắm mà cô. Cái bệnh này không đến nỗi đáng sợ đâu. Mình nói cho người ta nghe, người ta an tâm chứ. Người ta cảm tình với mình là mình chích thuốc, người ta nghe lời mình. Mình dạy, niệm thêm mấy câu bạc hiệu theo con nghe không? Đó. Đó. Quý vị mà được tiếp nhận giáo dục gì thì quý vị ngoài đời làm ăn việc gì mà không thành công. Còn buôn bán, trời ơi, bị buôn bán số 1.
buôn bán thì cái mặt tươi vui, gặp người ta đi ngang cái chị ba thở ghé cái coi chào chị buổi sáng vui vẻ có mua gì không chị, ở đây không em, bữa nay chị mua đồ khác ha, mua đồ khác bữa nào mua đồ của em ghé nghe, có ai mua rủ lại mua đồ phụ em nghe chị à. Ha không, vừa gặp mặt mình cái là thấy có mùi sưng liền, người ta đi dọc đường người ta cứ mờ, người ta cứ khen mình, thì mai mốt chắc chắn người ta phải lợi mua đồ sạp của mình, nên sạp mình bán đắt, hiểu không? Đó, từ nơi đó ví dụ như mình ở trong nhà đi, năm thành viên mình là thành viên vui nhất thì trong gia đình người ta ấn tượng nhất là mình. Mình đi đâu là người ta trông chờ mình về, còn mình là người buồn á, mình đi đâu người ta mong mình đừng có về. Nó thiệt á, mình mà trong gia đình là người vui, người hoạt bát, người thường kể chuyện hay, làm cho người trong nhà vui, thì mình đi đâu một ngày người ta buồn chết được. Bây giờ tôi nói mà tôi đi đâu một ngày ở chùa này cũng như là không có mùi xuân luôn, không có chuyện giỡn đâu, họ buồn đó quý vị. Đó thì giờ bây giờ quý vị coi trong gia đình quý vị làm con người vậy đi, mấy con nè làm vậy đi. Nó khi mà cha mình mà buồn cái gì mình lỡ gần cha nói chuyện, khi mẹ buồn cái gì lỡ gần mẹ nói chuyện, thì bé vậy thì đúng là quá đặc sắc luôn. Trời ơi, đứa bé vậy thì thành đạt là chắc chắn rồi còn gì nữa. Đó, nên cái nền giáo dục quý vị thấy quan trọng chưa? Chứ tối ngày cứ cầm cái điện thoại mà chơi game á. Bởi vì chơi game với cái mặt y gan con game, bậm môi bậm miệng để mà kênh với nó, giết Iran luôn vậy đó. Buông điện thoại ra, thấy không? Nhìn gia đình mình coi, à quét cái nhà cái, A Di Đà Phật quét cái, à mẹ mình trưa nay đi làm về, chiều nay đi làm về trễ, mình tranh thủ đi học về để mình làm thế việc của mẹ làm, để mình phụ mẹ một số việc này coi, để khi mẹ về mẹ mừng khi làm việc nhà xong rồi. Nó cái tâm đó thì thôi đặc biệt, dành toàn bộ cái thời gian bấm điện thoại để phụ mẹ phụ cha trong nhà. Để sau này mình đi có chồng, mình đi về bên chồng mình làm. Bây giờ mình luyện được cái công phu là làm việc nhà mình đẹp, thì sau này mình về mình sẽ làm người nàng dâu đẹp, đúng không? Trời ơi. Còn bây giờ ở đây tối ngày bấm điện thoại hoài, ở nhà bấm điện thoại suốt, sau này về làm dâu thì cho mình ra rìa, ra rìa chứ sao. Đó nên á, cái này mà người ta mà tiếp nhận thì thôi số 1, đặc sắc luôn. Cuộc đời tôi mà được như ngày hôm nay toàn là do những cái tỉ mỉ gì mà ra không? Chút gì đó mà ra đó chứ gì đâu. Nha. Các vị thấy cái bài giảng như Đức Khoảng nó gần gũi không? Nó có gì cao xa đâu. Toàn là cái việc những Đức làm hàng ngày không? Nó vậy thì thầy cô giáo giảng bài là giảng cuộc sống hàng ngày á. Ôi ôi, học trò nó mê. Nhất là thầy cô giáo bây giờ có cơ hội mà dạy thêm. Trong trường thì không chơi được, thoải mái dạy thêm á. Cái tiết dạy thêm của mình rút lần chút, bỏ ra thêm chút thời gian đến chi? Nhân sinh. Dạy thêm cuộc sống nhân sinh. Đó, lớp học đó quá đặc biệt luôn. Thật sự mà nói, trường học mà nếu mà có một cái tiết học mà gọi là giáo dục nhân sinh thì thôi quá hay. Ví dụ như một tuần nó có một cái tiết học đó một lần, mà con người đó nhất định phải sát trong nhân sinh con người. Cỡ tôi là chơi cũng được rồi đó. Nói thiệt á. Tại vì sao sâu sắc nhân sinh đó quý vị? Là giảng được, là trẻ em có kết quả. Nên quý vị nhớ rằng muốn gia đình thịnh vượng phải tiếp nhận giáo dục. Cái này quan trọng lắm nghe. Nên các bé nhỏ rủ bạn mình vô dự trung thu, cũng có nhiều ca sĩ đến hát cho các con nghe. Nên gia đình được ông bà cha mẹ cháu được thuê một chiếc xe cho họ đi luôn.
nhiều người già vậy đấy vị. Nhưng mà khi mình cho họ vui, họ mừng lắm. Tại vì Đức nuôi người già, Đức biết mà. Chứ không phải người già họ không thích chơi đấy vị ơi, mà là do mình không cho họ chơi. Ví dụ như nhiều người già họ có một quan niệm, bây giờ mình già rồi mình chơi với nít thì sợ người ta cười. Nhưng mà có ông thầy ông nói lên mấy bà già bà chịu chơi lắm. Đúng không? Rồi nhiều cô mà sùng sồn đồ ha. Ví dụ như không nói tới thì ví dụ như vui chơi sợ người ta cười. Tại ngoài đời nó có quan niệm, hoặc cái bà gì đâu. Con trai con gái mà lớn có vợ có chồng được. Lớn tuổi không nên nết nay. Áp đặt cha mẹ mình buồn luôn, không được vui. Nhưng Đức thấy rằng trong cái cuộc đời của người, cái niềm vui nên san sẻ cho nhau, ai cũng nên có niềm vui. Thí dụ như mình thấy ông bà cha mẹ mình vui thì bản thân của mình thấy mình cũng hạnh phúc. Thấy cha mẹ mình vui, bản thân mình hạnh phúc. Vì ông bà cha mẹ là cái gốc cây, còn mình là cành lá hoa quả. Nếu ông bà cha mẹ mình mà vui thì tức khắc mình là cành lá hoa quả nó phát triển. Cái này quan trọng lắm nghe, rất là quan trọng. Nên hôm nay chúng ta học tập là muốn gia đạo thịnh vượng thì phải làm gì. Tiếp nhận giáo dục quý vị. Thí dụ như gia đình của những Đức ngày xưa nghèo không phải là một cái khổ, mà là cái khổ là mình không nghe được đạo quý vị ơi. Nó thiệt á. Phải chi mà gia đình mình nghèo đi, mà cha mẹ mình được nghe đạo đồ, sống biết đủ thường vui, rồi biết ăn chay niệm Phật, không có rượu chè be bét. Dù một miếng đồ ăn nhưng mà vợ chồng con ngồi được bên nhau ăn buổi cơm gia đình, gì đâu mà khổ quý vị. Đâu có khổ. Nhưng mà ngặt có một cái nhậu về chữ sum, quýnh lộn, này mới là khổ. Dù giàu vẫn khổ, đúng không? Nên từ nơi đó mà cái tiếp nhận giáo dục nó mới thịnh vượng. Vì nhớ nha, nếu như đời quý vị mà nghèo, thiệt nghèo nha, vì muốn cho con mình gia đạo mình sau này phát lên, nó có cách. Nó có cách là từ bây giờ quý vị phải lặp lại. Vì Phật dạy mà, nghèo là do gì? Trong mạng có phước, không biết bố thí mà nghèo. Không được thông minh là do gì? Mình không có pháp thí nên nó ngu si. Bệnh hoạn chết yểu là do gì? Sát sanh hại vật. Mấy cháu nãy mà ghi tên mà sinh nhật các con lên đây đi các con ơi. Chúng ta niệm Phật chút nè. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nhớ nghe Trung Thu á, thứ bảy á, cố gắng sắp xếp làm sao á,
khoảng 5 giờ là phải có mặt ở chùa. Sớm lại nghe, đó là nói những người mà trễ quá đó, phải sớm lại một chút. Đây có nhiều chương trình cũng hay á, nên những đức chương trình nó sớm lại một chút nha. Bây giờ bữa nay là sinh nhật của mấy bé nè. Các con nhớ những đức từng nói nhiều lần rồi, sinh nhật á là mình tưởng nhớ đến công ơn sinh thành của ông bà cha mẹ nghe. Rồi những đức tặng cho các con heo rồi để tập các con cái gì phải không? Cần kiệm. Tập từ nhỏ cần kiệm. Và khi các con bỏ ống heo này nhớ nghe, là các con mua quà cho cha mẹ các con. Nhớ, bỏ ống heo để mua quà cho cha mẹ các con, để tấm lòng làm con của mình nó có một cái tâm gì. Còn cái máy niệm Phật bấm số này nè nghe, các con cầm bấm số niệm Phật, vì cái công đức niệm Phật rất là lớn. Nghe không? Mấy bé nghe nhớ nghe. Cầm cái máy bấm cái niệm câu Phật hiệu, bấm cái niệm Phật liền, nhớ. Rồi tặng các con đây, tặng quà cho các con nè. À, đây nè con cầm nè. Nè na con. Ừ. Rồi đứng lên đó con. Đây nè bé, cầm chắc nghe các con, rớt là bể đó nghe. Đây à. Nè con, cầm chắc con coi chừng rớt bể nghe. Rồi đây, mấy bé lại chùa mà sinh nhật là có phước lắm nghe, được có duyên trong chùa đặc biệt nè, rồi được niệm Phật hồi hướng công ơn á, cho cha mẹ mình nè, niệm Phật cái phước đó hồi hướng cho cha mẹ của mình, ông bà của mình. Đây nè con, nè con bước lại gần lại. Heo này về tặng cho cháu, còn máy bấm số thì cô bấm số niệm Phật. Đây heo dễ thương ghê. Đây rồi, giờ chúng ta chắp tay lên niệm Phật 10 câu, mình hồi hướng cái công đức niệm Phật cho ông bà cha mẹ của mình nghe ngay ngày sinh nhật của mình. À, Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.